quanh đề hằng thâm mạnh cha lui thằng qua rằng thâm mê vô kali tô đồ sô thâm mô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sang khanh cha đu quy thốt ta sang tề vô khá lý tô đồ sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nam mô Bụt Tha. Con kính dâng mít trở lại cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính cung thỉnh ngài. Sira minh me bồ tát sẽ thổ sa ri bồ tô cho đắc thế này qua mạng xe một gà la nô của là tổ bi đắc cát tế dòng bạch chí mê ma ma a nan đô kỳ na sa qua cho tôn tí xa sa mạnh tam lô ca ba la chí in đắc đê qua sa phẩm ma ca e tê sa ngà nú pa quê na sập bê phá giao bạch đá hoa nê ca an ta ra gia vi vi na san tu a xê. Dạ, tô Đức Phật ngự trên đầu vai mặt Xá Lợi Phất vai trái Kiền Liên Hầu, trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lục Hận Thiên, Vô A Lực Phát Màu, hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sakatoa Bụt tha ra ta năng ô sa thần ngồi tâm ân quá rằng hi tăng đề quá mà nô sa năng bồ tát tê chê na sô thi na na san đô bạc na hoa sập bê đục kha vô bất sa mên tu tê sạc cạch toa thầm ra ta năng ô sa thần ngồi tâm ân quá rằng bà rì lào bất sa mê năng thông mát tê chê na sô thi na na san đô bạc na hoa sập bê phá gia vô bất sa mên tu tê sạc cạch toa chẳng khá là năng ngô sát thăng ngô tất măng qua răng hào này dân bao này dân sân khá tê chê nà sổ thi nà nà sân tu bát nà hoa sập bề rô ga vu bát sập mên tụ tê nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sitiya chanaga tham xin tham ân tu sĩ tham ân tu sĩ tham ân tùy đăng phát lăng nghệ tạo sinh mệnh rất là tự giác sinh mệnh sam bát sa đà chêm tạ số cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thù lành thay chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc trên cõi nạn thai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh văn kinh chi cú sa la căm mang các tắc bằng ký ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti na se su ra tăng ca tăng về sát ta san ni no ác ti về cha sát ta san ni no ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng su quý đi tăng định năng quân nhã pha lăng mây ya về chất ta tha na cha nan ti đề hoa gan toa y quê đa dụng sắp bê lô cầm y về sát ta
chi quan ta ra tu ca ma nôn nhân phổ cha năng sắc bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti chú căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bị nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cũng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọa lòng y đăng vô nha tỳ năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh y đăng quá tam ê bùn nhân a sa quát ca gia quá hằng hô tu xin cho sự phước bảo mà chúng con đã chăm sóc làm đây hãy làm món dân lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm dạ nam mô bụt tha gia con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con, chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và con cũng kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Và phước báo nào có được ngày hôm nay, con cũng kính dâng đến Ngài Trí Đức cùng chị Tôn Đức quý bà, quý cô tu nữ. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm đạt được đạo quả niết bàn. Và con cũng kính dâng phước báo có được ngày hôm nay đến đạo tràng pháp hội, mong rằng quý vị cùng với Metta được phước này trợ duyên để tu tập tiến hóa sớm đạt được thành tựu y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay quý vị có được an vui hay không? Chúng ta sẽ sinh hoạt trong câu Phật ngôn 47 ngày hôm nay ha. Và trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sopagaro Hichet Thako Lo Kasasatha Chanadam Maku Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bác đi bồ giác ác sát sát thu nô lô ca nóng ảnh thát sá quý nà chá rù cô sáp bà nhu bút thấp bà tí phù tí sành nhá tô hoàn đà má hành tầng đá rá phù. Cha này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm đạt dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường.
Sang khu quý số thù xuất khát ta sát xà quốc vô xích thà xuất tà mù quá rắc hồng bác xích thác vô niên đà bác sân xà đi hà nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng đá rá phù. Cha này giá cần tăng bảo thân ban Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân hai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát thế giá tê chê nó sẽ thà mê ê tu quá tha năng tha xà bí à nú qua về nó sẽ hát xà dê nó sẽ chặt tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 47. Alo, quý vị thấy rõ chưa? Câu Phật ngôn chúng ta mới đưa lên. À, bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Bốc phà ni hề quá bê chí nành tầng. Bốc phà ni hề quá bê chí nành tầng. Bốc phà ni hề quá bê chí nành tầng. Câu số 2. Và sát tâm na sẵn na thần. Và sát tâm na sẵn na rằng. Và sát tâm na sằng na rằng. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Bút phà ni hề quá bất chí nành tầng. Và sát tâm na sằng na rằng. Bút phà ni hề quá bất chí nành tầng. Và sát tâm na sằng na rằng. Bốc phà ni hề quá bát chí nành tầng. Và sát tâm na sằng na rằng. Rồi câu 3 câu 4 ha. Số tầng gà mần má hồ khù quá. Số tầng gà mần má hồ khù quá. Số tầng gà mần ma hồ khù quá. Và câu cuối cùng. Ma chú a đà gia gắt cha thi. Ma chú a đà a đà gia gắt cha thi. Ma chú a đà gia gắt cha thi. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 câu 4. Số tầng gà mần ma hồ khù quá mất chú à đà gia gát cha ti. Số tầng gà mần ma hồ khù quá mất chú à đà gia gát cha ti. Số tầng gà mần ma hồ khù quá mất chú à đà gia gát cha ti. Bây giờ chúng ta đọc lại nguyên bài. Bút phà ni hề quá bất chí nành tầng. Và sát tâm na sẵn na rằng. Sút tầng gà mần mô hồ khô quá mất chú à đà gia gà cha tí. Bút phà ni hề quá bất chí nành tầng. Và sát tâm na sẵn na rằng. Sút tầng gà mần mô hồ khô quá mất chú à đà gia gà cha tí. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai thì tương đối nó dễ ha. Bút phà ni hề quá bất chí nành tầng. Và sát tâm na sẵn na rằng. Sút tầng gà mần mô hồ khô quá mất chú à đà gia gát cha ti. Bút phà ni hề quá bất chí nành tầng. Và sát tâm na sằng na rằng.
su tăng ga măng ma hồ khu quá mất chú a đà gia gát cha ti. Như vậy thì giọng sinh trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc. Bây giờ qua giọng kẻ, kẻ bởi vì đây là một cái bài kẻ mà cái từ ngữ, cái từ ở trong cái câu này nó không đồng đều nhau. Có câu thì nhiều, có câu thì ít. Và giọng kẻ thì kẻ sao cũng được ha. Kẻ có nghĩa là sao cũng được. Biển sao mà quý vị đọc với tất cả tâm lòng và cảm thấy nhập tâm trong cái giọng đọc của mình. Có nghĩa là đọc với tất cả một cái tấm lòng rung cảm, thì quý vị thấy rằng quý vị đọc mà quý vị cảm thấy hay, thì đó là thành công. Nghĩa là ở đây trong giọng kệ thì quý vị trong đạo tràng này có nhiều giọng kệ đặc biệt lắm. Cho nên một câu có khi dài, có khi ngắn. Cho nên cái lối kệ nó không đồng đều, không đồng đều. Và với hình thức kệ thì có ba cách. Một là đọc từng câu một. Cách thứ hai là chúng ta đọc một lần hai câu. Cách đọc hai câu thì trong đạo tràng chúng ta thường áp dụng. Còn cách kệ thứ ba là đọc nguyên bài. Đọc nguyên bài thì dễ được hơi lắm. Mà nhiều khi chúng ta thuộc lòng ra, khi đó chúng ta mới kể nguyên câu được, nó mới hay. Chứ còn mà kể mà chưa thuộc bài, mặt chữ nhìn nó không có thông á, thì chúng ta cái giọng kể của chúng ta nó hơi trục trặc kỹ thuật. Nhiều khi mình đọc mình cũng không quan hỷ, mà mình kể mình không quan hỷ thì người khác họ nghe họ cũng buồn ngủ luôn ha. Thôi thì không biết kể kiểu này bà con nghe làm sao. Bố pha ni hê qua ba chi năn tăng và sa ta ma na sang na rằng su tăng ga măng ma hô phù và ma chú a đa và ga cha tì. Bố pha ni hê qua ba chi năn tăng và sa ta ma na sang na rằng su tăng ga măng ma hô phù và ma chú a đa gia gan cha tì. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như luộc trôi làng ngủ. Sa tu sa tu sít mê ta sít kim sít kim nhung. Rồi xin mời sít mê ta trước ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng xin đọc câu Pháp Cú số 47 hôm nay ạ. Bốc pha ni hề qua ba chi nàn tăng pha sắc ta ma na sang na rằng xuất tăng gà măng ma hồ khổ qua mắt chú a đà giá gác cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bốc trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm, hê trường âm thông thường, quá đoạn âm, bá chí hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, sát trường âm nhấn,
tá, má, ná là ba đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, búp phà ni hệ quá bà chi nàn tăng, phà sát ta ma ná sang ná răng. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Xuất trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hô khô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, a đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Xuất tăng ga măng ma hộ khô quá mắt chú a đa giá gác chá tí. Và con đọc lại hết bài. Búp phà ni hề quá bá chi nàn tăng phà sát ta ma na sang na răng. Xuất tăng gà măng ma hồ gồ quá mắt chú a đà giá gác chá ti. Búp phà ni hề quá bá chi nàn tăng phà sát ta ma na sang na răng. Xuất tăng gà măng ma hồ gồ quá mắt chú a đà giá gác chá ti. Người nhặt các loại hoa ý đắm sai tham nhiễm bị thần chết mang đi như lục lọi lạc ngũ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Búp pha ni hê quả ba chi năn tăng pha sát ta ma na sang na răng. Suốt tăng ga măng ma hô gô a mặt chu a đá quá gặt da gặt cha tì. Dạ, con xin kể lại, bữa nay con không có được kể, không có được đàng hoàng cho lắm, con xin kể lại. Búp pha ni hê y quả ba chi nan tăng gia sát tha ma na sang na răng. Xuất tăng gia măng ma hô khô a mặc chu a đa gia gắt cha tì. Dạ, lần thứ hai mà con cũng còn một chỗ dấp nữa, thôi con ráng con kể lần thứ ba này. Búp pha ni hê quả ba chi năn tăng gia sát ta ma na sang na rằng. Xuất tăng ga măng ma hô gô và khô và mặc chô a đa gia gắt cha tì. Các con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con dùng mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 47 ạ. Quá trời người nghe luôn, 1 2 3 4 5 ơi, 5 người nghe vậy là quá rõ rồi, quá rõ rồi. Bây giờ trả bài thôi. Sư, bữa nay sư vô sớm sư, cái bài này tích sự nó hay lắm sư, dài dòng lắm sư. Sư con mời sư uống cà phê sữa nước trà cho thấm giọng đi sư. Con xin trả bài, bữa nay sư vô sớm đi sư.
con xin trả bài nha. Kinh Pháp Cú số 47. Puttha nihe vabbacchi nan tang ya sakta mana sang na rang suk tang ga mang ma ho kho wa mak chu a da yak yak chati. Puttha nihe vabbacchi nan tang ya sakta mana sang na rang suk tang ga mang ho kho wa mak chu a da yak yak chati. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Búp, trường âm nhắn, pa, trường âm thông thường, ní, đoạn âm, hê, trường âm thông thường, quá, bá, chí, ba, đoạn âm, nanh, trường âm nhắn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câu số 2. Gia, trường âm thông thường, sắc, trường âm nhắn, tá, má, ná, ba, đoạn âm. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Buppa nihe wabachi nan tang ya sắc tamana sang na rằng xúc tang ga mang ma hồ khổ quá mắt chú a đà gia gắt cha tí. Phân tích câu số 3. Xúc trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hô khô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, mắt trường âm nhắn, chú đoạn âm, a đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, gắt trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài dịch tiếng Việt Nam và ca kệ. Xúc tăng gà măng máu hồ khô quá mắt chú à đà giá gắt chá tí. Búp bà ni hề quá ba chi nành tăng già sắc ta ma na sẵn na rằng xúc tăng gà măng má hồ khô quá mắt chú à đà giác gắt chá tí. Búp bà ni hề quá ba chi nành tăng già sắc ta ma na sẵn na rằng xúc tăng gà má hồ khô quá mắt chú à đà giác gắt chá tí. Thôi vậy kể đi, dịch sao? Bụm ba ni he wa ba si nan tang ya sắc ta ma na sang na rang sục tang ga mang ma ho kho wa mặc chu a da ya gặp cha ti. Bụm ba ni he wa ba chi nan tang ya sắc ta ma na sang na rang sục tang ga mang ma ho kho wa mặc chu a đa gia gạch cha tì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi làn ngủ. Có bản dịch của trưởng lão Pháp Minh cũng hay lắm, con thích cái này nè. Kẻ đang mãi hái hoa, tâm còn vọng tưởng xa, bị tử thần bắt đi như làn ngủ bị lục. Sư, con có sai gì không sư? Sao không thấy sư cho bông hoa gì hết trơn hết trọi vậy sư? Đó, đó, phe ta kìa, cô ơi, Hồng Thị Kim Nhung kìa, trái cây vỗ tay quá chừng luôn. Đó, Hồng Mai vỗ tay nữa, cho uống nước nữa. Đi nè, không biết cái gì nữa, thấy mấy cái bông. Đó, mít ta đó, vỗ tay vỗ chân nữa. Chắc không có gì sai đâu quý vị ha. Dạ cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cũng như sư không cho bông hoa gì trơn, chỉ có trong đạo hữu cho thôi. Chắc sư đi uống nước rồi, có chuyện rồi đó, không sao đâu. Quý vị sẽ lo hết mà, nhưng mà sư đang núp lùm đó, đọc sai là ổng nhào lên, ổng vũa cho phù mỏ luôn đó quý vị. Thôi cảm ơn quý vị nha. Mời cô Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp và những người kế tiếp khác. Good luck, bye. Dạ, alo, alo ạ. Dạ.
Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc kệ ngôn số 47 ạ. Bốc phà ni hề qua ba chi nàn tầng già sát tamana sằng na rằng sút tầng gà mằng ma hồ khổ qua mắt chú à đà gia gách cha ti. Bốc phà ni hề qua ba chi nàn tầng già sát tamana sằng na rằng sút tầng gà mằng ma hồ khổ qua mắt chú à đà gia gách cha ti. Con xin phân tích ạ. Búp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, quá, bá, chí là ba đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tá, má, ná là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Búp phà ni hề qua ba chi nàn tàng già sa ta ma na sằng na rằng. Suốt là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, hô, khô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, a, đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm, sút tằng gà mằng ma hồ hồ qua mắc chú à đà gia gách cha tị. Phà ni hề qua ba chi nàn tằng già sa ta ma na sằng na rằng sút tằng gà mằng ma hồ hồ qua mắc chú à đà gia gách cha tị. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lụt trôi là ngộ, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể ạ. Bục pha ni hê hòa pa chi nan tăng gia sa ta ma na sang na răng sụt tăng ga măng ma hô khô qua ma chu a đa gia gách cha ti. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 47. Búp phà ni hề qua ba chi nành tăng già sát tam na rằng na rằng sút tăng gà măng ma hồ hồ qua mách chú a đa giá gác cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Búp, trường âm nhấn. Pha, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Hê, trường âm thông thường. Quá, á, chí, ba đoạn âm. Nanh, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia, trường âm thông thường. Sát, trường âm nhấn. Tá, má, ná, ba đoạn âm. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Búp phà ni hề qua ba chi nành tăng già sát tam á na răng na răng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sút, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ga, trường âm thông thường. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má, đoạn âm. Hô, khô, hai trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Mắc, trường âm nhấn. Chú, đoạn âm. A, đa, hai trường âm thông thường. Giá, đoạn âm. Gác, trường âm nhấn. Chá, tí, hai đoạn âm. Sút,
tăng ga măng ma hồ hồ quá mắt chú a đa giá gác chát tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 47. Búp phà ni hề quá ba chi nành tăng gia sát tamana rằng na rằng sút tăng ga măng ma hồ hồ quá mắt chú a đa giá gác chát tí. Búp pha ni he he wa ba chi nang tang ya sat ta ma na sang na rang sut tang ga mang ma ho ko wa mak chu a da ya ga cha ti. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lụt trôi làng ngủ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Trung Tức Tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm tự biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 47 hôm nay. Bức phà ni hề qua ba chi nằm tăng gia sắc ta ma na sẵn nó rằng xuất tăng gà măng ma hồ cô qua mắt chú a đà gia gắt cha ti. Bức phà ni hề qua ba ni nằm qua ba chi nền tầng và sắc tam na sằng na rằng xuất tầng gà măng ma hồ khổ qua mắt chú a đà gia gắt cha ti. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bức là trường âm nhấn, pha lượng âm thông thường, ní là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, quá bá chí là ba đoạn âm, nanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, gia là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, tá má ná là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bức phà ni hề qua ba chi nằn tăng và sắc tamana sằng nó rằng. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Câu số 3, sus là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, hô, khô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Và câu số 4, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, a đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Và xuất tăng ga măng ma hồ khô qua mắt chú a đa giá chá tí. Và con xin đọc lại 4 câu. Bức phà ni hề qua ba ni tình bức phà ni hề qua ba chi nền tầng và sắc ta ma na sằng na rằng xuất tầng gà măng ma hồ khổ qua mắt chú a và đà gia gắt cha ti. Bức phà ni hề qua ba chi nền tầng và sắc ta ma na sằng na rằng xuất tầng gà măng ma hồ khổ qua mắt chú a đà gia gắt cha ti. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lụt trôi làng ngủ. Đó là bản dịch chuyện ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 47 ạ. Bụm phá ni hê và bà chi năn tăng và sang ta ma na sang na rang sun tang ga mang ma ho ko wa mun
qua măng chu a đa gia gác cha ti bụng phá ni hê và bà chi năn tăng giá sân ta ma na sẵn na răng xuân tăng gia măng hà hồ khô hoa ma chu a đa và gặp cha ti. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Con có sai mong ngài chỉnh sửa lại dùm con. Và bây giờ mình từ xin mời bàn tay của Sis Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Kính lễ quý chư tăng, các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 47. Bút phà ni hề quá ta chi nam tăng cha sát ta ma na sằng na rằng sút tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú a đà gia gấp cha ti. Bút phà ni hề quá ta chi nam tăng cha sát ta ma na sằng na rằng sút tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú a đà gia gấp cha ti. Dạ, con xin sám hối, con đọc lại cái là câu số 4. Mắt chú a đà gia gách cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bút phà ni hề quá ta chi nàm tăng cha sát ta ma na sẵn na rằng. Bút là trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm, hê trường âm thông thường, quá, tá, chí ba đoạn âm, nam trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, tá, má, ná, ba đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Búp phà ni hề quá ta chi nàm tăng gia sát ta ma na sằng na răng. Dạ, xin phân tích câu 3 và câu 4. Sút tăng gà măng ma hồ khô quá mắt chú a đà gia gách cha ti. Sút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hô, khô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, a, đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, gách trường âm nhấn, chá, tí hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 47. Bút phà ni hệ quá ta chi nàm tăng cha sát ta ma na sẵn na răng sút tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú a đà gia gách cha ti. Bút phà ni hệ quá ta chi nàm tăng cha sát ta ma na sẵn na răng sút tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú a đà gia gách cha ti. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi làn ngủ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Bụt phà ni hê quá ta chi nàm tăng cha sát ta ma na sằng na rằng sút tăng ga măng ma hô khô wa ma chú a đa gia gánh cha ti. Bụt phà ni hê quá ta chi nam tăng cha sát ta ma na sang na rằng sút tăng ga măng ma hô khô wa ma chú a đa gia gánh cha ti. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ nhà trí thức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc bài pháp cú số 47.
Cúc bà ni hề quá bát chít nằm tầng và sát tám mần nát sát nát sằng nát răng sút tầng gà mần má hồ khô quá má chúc à đà giá gắt chát tí. Cúc bà ni hề quá bát chít nằm tầng và sát tám mần nát sằng sút tầng gà mần má hồ khô quá má chúc à đà giá gắt chát tí. Phân tích câu 1 và 2. Phúc trường âm nhấn pha trường âm thông thường, ní đoạn âm hê trường âm thông thường, quá bá trí ba đoạn âm, nanh trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, sách trường âm nhấn tá đoạn âm, má ná hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin lỗi. Phúc bà ni hề quá bát chí nằm tầng và sát tát má ná xăng ná răng. Câu 3 và 4. Suốt tăng gà măng má hồ khô quá bát trước à đà giá gác chát tí. Sút trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hô khô hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, mát trường âm nhấn, chú đoạn âm, a gia hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, gát trường âm nhấn, trá tí hai đoạn âm. Sút tăng gà măng má hồ khô quá mát chút à đà giá gắt chát tí. Phúc bà ni hề quá bát chít nằm tăng và sát tá má ná sằng ná răng. Sút tăng gà măng má hồ khô quá mát chút à đà giá gắt chát tí. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Hòa thượng Thích Minh Châu. Phum pa ni he wa ban chin nam tang ya san ta ma na sang na rang sun tang ga mang ma ho ko wa man chu ba da ya gan cha ti. Phum pa ni he wa ban chin nam tang ya san ta ma na sang na rang sun tang ga mang ma khô ma hô khô quá bánh chút ma đa cánh cho ti. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú số 47 ạ. Bố phà ni hề quá ba chi nàn tăng và sa ta ma na sang na rằng sút tăng ga măng sút tăng ga măng ma hồ khổ quá ma chú a đà ra cách cha tí. Bố pha ni hề wa pa chi nan tang ya sat ta ma na sang na rang sut tang ga mang ma ho kho wa mak chu a da ya gach cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Bu pha ni hề wa pa chi nan tang pha yas ya sat ta ma na sang na rang. Bốp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, quá, bá, chí là ba đoạn âm, năn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Gia là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tá, má, ná là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Bốp pha ni hề wa pa chi nan tang ya sat ta ma na sang na rang. Con đọc và phân tích câu 3, câu 4. Sut tang ga mang ma ho kho wa ma chu ma chu ma chu a da ya gach cha ti.
sút tăng ga măng má hồ khô quá mắc chú a đa cha cách cha tí. Sút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má là đoạn âm, hô khô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Mắc là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, a đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, trá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại cả bài. Bút phà ni hề quá pa chi nằm tăng già sa ta ma na sang na răng sút tăng ga măng má hồ khổ quá mắc chú a đa gia gách cha tí. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lụt trôi là ngủ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể ạ. Bụng phá ni hê quá pa chi năn tăng gia sa ta ma na sang na răng sút tăng ga măng ma hô khô quá mặc chú a đa dạch cha ti. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con có sai con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic và con xin mời vị kế tiếp ạ. Con không nhìn thấy tên ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Đàm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 47. Bụt Bà Ni Hề Vá Bá Chí Nàn Tăng Già Sát Tá Má Na Sàng Nó Răng Sút Tăng Gà Măng Mó Hồ Hồ Vá Mắt Chú A Đà Giá Gác Chá Tí. Bụt Bà Ni Hề Vá Bá Chí Nàn Tăng Già Sát Tá Má Na Sàng Nó Răng Sút tăng gà măng má hồ hồ và mắt chú à đà gia gắt cha tí. Úc bà ni hề và bà chí nằm tăng và sắp ta ma na sẵng na răng. Sút tăng gà măng má hồ hồ và mắt chú à đà gia gắt cha tí. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi là ngủ. Con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, con không thấy ai, con đọc tiếp ạ. Búp phà ni hề quá bí, búp phà ni hề quá bá chi nàn tăng, dạ sạp ta ma na sẵn na răng. Sụt tăng gà măng ma hồ khổ quá ma chú a đà giá gát. Chati bập phà ni hề quá ba chi nàn tăng gia sát ta nam gia sát ta ma na sang na răng sụt tăng gà măng ma hồ khổ quá ma chú a đà gia gát chati. Dạ con xin được phân tích. Bập trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, ní
đoạn âm, he trường âm thông thường, quá bá chí là ba đoạn âm, nan trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, tá má ná là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, hô khô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, a đa là hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, gác trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ con xin được đọc lại. Búp pa ni hề wa ba chi nan tăng ya sa ta ma na sa ra su tăng ga măng ma hồ khô wa ma chú a đa ya gác chá tí. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say, tham nhiễm bị thần chết mang đi, như lục trôi làng ngủ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng, con xin xuống mít và nhường cho vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn xích tô thị khúng. Dạ Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Hạnh Kiểm rồi, nhà cho Nhật Quỳnh đảnh lễ với ngài xong Nhật Quỳnh nhường mít cho Hạnh Kiểm nha. Dạ con Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức Pháp, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ ta phải trước à? Dạ cũng được. Dạ cô tu nữ Phúc Hạnh, Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh nãy giờ cũng làm hơi sâu sâu. Dạ con con xin được ra bài trước và để con dạ nếu để được chạy đức có trước máy thì con thỉnh sư ôn bài trước bạch sư. Dạ để được chạy đức có trước máy không cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ để được chạy đức để đức Pháp Trang có trước máy không cho con một tín hiệu ạ. Dạ con kính nhân bất tính sư. Dạ con thỉnh sư trả bài trước ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 47 ạ. Buffa ni he wapa Buffa ni he wapa chinan tang ya sa tamana sang narang sut tang ga mang maho kho wa maho kho wa mắt chú a đà ya gác chất tí. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi là ngủ. Dạ để thơ ngủ ngôn của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con xin kệ. Buffa ni he wapachinan tang ya sa tamana sang narang sut tang ga mang maho maho kho wa machu adaya gacchati. Buffa ni he wapachinan tang ya sa tamana sang narang sốt tăng ga mang ma hô khô wa mặc chú a đa yak gạc chati.
Bhuvva nihe vapachinan tang yasa tamana sang narang sotanga mang mahokowa makchua dayak gacchati. Dạ, con xin hát, xin xuống mic ạ. Xin mời người tiếp theo ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý tín nữ và thân chào quý tín nam tín nữ. Và tự nhiên xin ôn bài Kinh Pháp Cú số nhỏ à. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Bất phà ni hề quá bá chi nàn tăng dạ xá dạ xá tam ma na sang na rằng sút tăng ga măng ma hồ cô quá bát chú a đà gia gắt chặt tí. Bất là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, quá, bá, chí, ba đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tăng là trường âm vọng nguyên âm, gia, trường âm thông thường, sát, trường âm nhấn, tá, má, ná, ba đoạn âm, sang, trường âm vọng nguyên âm, ná, đoạn âm, răng, trường âm vọng nguyên âm, đoạn 3 và 4, sút, trường âm nhấn, tăng, trường âm vọng nguyên âm, ga, trường âm thông thường, măng, trường âm vọng nguyên âm, má, đoạn âm, hô, trường âm thông thường, khô, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, mắt, trường âm nhấn, chú, đoạn âm, a, đa, trường âm thông thường, giá, đoạn âm, gác, trường âm nhấn, chá, tí, hai đoạn âm. Búp phà ni hề quá bá chí nàn tăng, gia xá tá ma na sang na răng, sút tăng gà măng ma hồ cô quá mắt chú a đà gia gắt chát tí búp phà ni hề quá ba chi năng búp phà ni hề quá ba chi năng tăng gia xá tâm ma na chăng na răng sút tăng gà măng ma hồ cô quá mắt chú a đà gia gắt chát tí. Bây giờ tự nhiên xin kệ. Bụt pha ni hê wa ba chi nan tăng ya sát ta ma na sang na răng su tăng ga măng ma hô vô wa mắt chú a na già gặp cha ti bụt pha ni wa ba chi nan tăng ya sát ta ma na sang na răng sun tăng ga măng ma ô gô wa mặt chú a đa và gặp cha ti người nhặt các loại hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ.
Phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã kể và phân tích xong. Có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Thì bây giờ đã thấy tín hiệu của chiếc lá mùa xuân. Dạ, kính mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu con xin đọc câu pháp cú số 47. Búp và ni hề qua bát chi nam tăng gia sát tam na sằng na rằng sút tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú à đà gia gắt cha tí. Búp và ni hề qua bát chi nam tăng gia sát tam na sằng na rằng búp là trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm, hê trường âm thông thường, quá, bá, chí là ba đoạn âm, năng trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, tá, má, ná, ba đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xin đọc lại hai câu. Búp và đi hề qua ba chi nàn tăng gia sát tam na sằng na rằng sút tăng gà măng ma hồ gồ quá mắt chú à đà gia gắt cha tí sút trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gia trường âm thông thường măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm má đoạn âm hô cô là hai trường âm thông thường quá đoạn âm mắt trường âm nhấn chú đoạn âm a đa hai trường âm thông thường giá đoạn âm gách trường âm nhấn giá tí hai đoạn âm xuất thân gà măng mắt hô cô quá mắt chú à đà gia gắt cha tí. Con xin đọc lại coi. Búp và ni hề qua bát chi nàn tăng gia sát ta ma na sằng ma rằng sút tăng gà măng ma hồ cô qua mắt chú à đà gia gắt cha tí. Búp và ni hề qua bát chi nàn tăng gia sát ta ma na sằng na rằng sút tăng gà măng mắt hồ khô quá mắt chú à đà gia gắt chá tí búp và ni hề qua con đọc lại búp và ni hề qua ba chi nàn tăng gia sát ta ma na sằng na rằng xuất tăng gà măng mắt hồ khô quá mắt chú à đà gia gắt chá tí. Người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong, con xin xuống bích trường. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép đọc câu pháp cú số 47 ngày hôm nay. Búp phà ni hề wa ba chi nàn tăng pya sát ta ma na sằng na rằng sút tăng gà măng ma hồ khổ wa mắt chú à đà gia gắt cha tí. Búp và ni hề qua ba chi nàn tăng pya sát ta ma na sằng na rằng sút tăng gà măng ma hồ khổ qua mắt chú à đà gia gắt cha tí. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Búp và ni hề qua ba chi nàn tăng pya sát ta ma na sằng na rằng búp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, quá, bá, chí là ba đoạn âm, năn là trường âm nhấn, tăng
là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, pia trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, tá má ná là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, ná là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Búp và ni hề wa ba chi nàn tăng bia sát tam an na sằng na răng. Và câu số 3 và câu số 4. Sút tăng gà măng ma hồ khổ wa mắt chú a đà gia gắt cha tí. Sút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, má là đoạn âm, hô, khô là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, a, đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Sút tăng gà măng ma hồ khổ quá mắt chú a đà giá gách chá tí. Nhà con xin phép đọc lại ạ. Búp phà ni hề quá ba chi nành tăng bia sát ta ma na sẵng na răng sút tăng gà măng ma hồ quá mắt chú a đà giá gách chá tí. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Búp phà ni hê hoa ba chi tàn năng pya sát ta ma na sang na răng sút tăng ga măng ma hô khô wa mặt chú a đa gia gắt cha ti. Búp phà ni hê wa ba chi nan tăng bia sát ta ma na sang na răng sút tăng ga măng ma hô khô wa mặt chú a đa gia gắt cha ti. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào Đạo Tràng ạ. Sau nay con xin đọc câu Pháp Cú số 47 ạ. Cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Búp phà ni hề quá bá chí nằm tăng già sách tá bánh ná sằng ná răng. Sút tăng gà măng má hồ khô quá mát chú à đà giá gắt chá tí. Búp phà ni hề quá bát chí nàn tăng già sách tá má ná sằng ná răng. Búp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, vá là vá bá chí là ba đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, tá má ná là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4 ạ. Sút tăng gà măng má hồ khô vá mắt chúc à đà giá gát chá tí. Sút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ga là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, hô khô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, a đa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, gát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Búp phà ni hề quá bát
Búp phà ni hề quá bá chí nàn tăng gia sát tá má ná sẵn ná răng. Sút tăng gà măng má hồ cô quá mát chúc à đà giá gát chá tí. Búp phà ni hề quá bá chí nàn tăng gia sát tá má ná sẵn ná răng. Sút tăng gà măng má hồ cô quá mát chúc à đà giá gát chá tí. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Phúc phá ni hê hoa ha ba chi nan tăng ya sa ta ma na sang na rằng Suốt tăng ga măng ma hô khô và ma chụp a đa gia ga cha tì. Dạ con đã đọc kệ phân tích xong, con xin xuống mic cái sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Kính chào, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào cô Nhật Quỳnh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc và phân tích câu Phật ngôn số 47. Búp phà ni hề quá phá chi nàn tăng phà sát ta ma na sẵn na răng Sút tăng gà măng ma hồ cô quá mắc chú à đà giá gách cha tí. Búp phà ni hề quá phá chi nàn tăng phà sát ta ma na sẵn quá na răng Sút tăng gà măng ma hồ cô quá mắc chú à đà giá gách cha tí. Dạ con xin phân tích. Phúc trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, ní đoạn âm, hê trường âm thông thường, quá, phá, chí, ba đoạn âm, nan trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, gia trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, tá, má, ná, ba đoạn âm. Sang trường âm giọng nguyên âm, ná đoạn âm, răng trường âm giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, ga trường âm thông thường, măng trường âm nguyên âm, má đoạn âm, hô, khô, hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, a đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, gách trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Phúc phà ni hề quá phá chi nàn tăng và sát ta ma na sằng na răng. Sút tăng gà măng má hồ khô quá mắc chú à đà giá gách chá tí. Con xin phép kệ. Phúc phà ni hề quá bạch chi nàn tăng. Ya satamana sa ya satamana sang na rang su tangga mang maho ko wa mak chu ada jagat chati. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Giờ con đã đọc và phân tích xong. Con kính cảm ơn đạo tràng. Giờ con kính mời người kế tiếp, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang,
kính lễ đại đức tuệ đức. Xin chào cô tu nữ tuệ duyên, xin chào cô tu nữ phục hạnh. Sa tu rất là hoan hỷ. Câu Phật ngôn này rất là khó, nhưng mà quý vị đã thể hiện rất là tuyệt vời qua giọng đọc của quý vị. Đây có Sĩ Kim ha. Cái cuối câu số 3 mà hồ khô quá, mà chỉ khô quá đọc giống như khổ quá. Hay cái là cái tiếng Việt không đọc là tham nhiễm, mà không đọc là tham nhũng nè. Nếu mà đọc kiểu đó là cái quốc ạ. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn này ha. Buddha ni hề quá pa chi nan tăng. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ ha. Buddha ni là một, hề quá là hai, pa chi nan tăng là ba. Chữ Buddha ni do cái từ Buddha. Buddha là một danh từ trung tính. A karan tanabum sakalinga. Buddha ở đây được chia theo chủ từ số nhiều, Bhatthama Bahu Vachana Vipatti. Buddha ni có nghĩa là những bông hoa, những cành hoa. Và chúng ta hiểu hoa này có nghĩa là những cái dục lạc của cuộc sống, chứ không phải là bông hoa trên cây cỏ ha. Hiểu như vậy đi. Rồi cái từ thứ hai là hề quá. Hề quá do cái chữ hí cộng với ê quá mà nó biến thành hề quá, tức là mất đi chữ ý cộng ê quá thành ra hề quá. Chữ hí đây là một tràng từ có nghĩa là thật vậy, quả thật. Ê quá là một bất biến từ có nghĩa là chỉ, ám chỉ, chỉ định sự thật nó là như vậy đó. Hề quá. Từ thứ ba, bát chí năng tăng. Chúng ta thấy tiếp đồng ngữ bá nó đứng trước căn ngữ chí, mà căn ngữ chí ở đây có nghĩa là gom, là nhặt, là lượm ha. Thì ở đây bát chí năng tăng là một hiện tại phân từ nam tính và được chia theo đối cách số ít. Bát chí năng tăng có nghĩa là đang thu nhặt, đang gom, đang lượm. Bát chí năng tăng. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Và sát tamana sang na rằng, và sát tamana sang na rằng. Câu số 2 có hai từ, và sát tamana sang. Ở đây chúng ta thấy và sát ta đây là một cái dạng quá khứ phân từ. Và sát ta có nghĩa là đã bị dính mắc, mà ngài hòa thượng dịch là tham nhiễm hoặc là đắm say. Và sát ta. Rồi chữ mana sang do cái từ mana. Mana là một danh từ nam tính. Ác răng ta bùng linh gà. Mana có nghĩa là tâm, là ý. Và mana sang được chia theo đối cách số ít. Đối trì giao vì phát tí ê cao quá trình á. Cho nên mana
thành ra manasang. Và sát tâm manasang là có tâm ý bị đắm nhiễm, có tâm đã bị dính mắc, có tâm đã bị dính mắc. Mà dính mắc cái gì thì do cái từ phía sau đó là ná răng. Chữ ná răng do cái từ ná rá. Ná rá là một danh từ nam tính, ác răng tá phung linh gá. Ná rá ở đây được chia theo đối cách số ít đối tì gia quỳ phát tí ê cá quá trình á. Cho nên ná rá biến thành ná răng. Ná răng có nghĩa là người đàn ông hay là nam nhân. Và cái chữ na răng na ra ở đây không ám chỉ nghĩa là người nam làm, mà trong khi đó người nữ cũng làm, mà coi như xuất gia hay là tại gia gì. Cái từ na ra là đại diện nha, nói về con người, chứ không phải nói người nam mới làm cái chuyện này rồi người nữ không làm, hoặc là người xuất gia làm mà người tại gia không làm. Mà ám chỉ là con người ha, chữ na ra loài người. Rồi bây giờ qua câu số 3. Sút tăng gà măng mơ hồ khổ quá, sút tăng gà măng mơ hồ khổ quá. Chữ sút tăng, chúng ta hay nghe cái chữ này là sút tá là kinh ha, nhưng mà trường hợp ở đây không phải là kinh điển. Mà sút tăng ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ của căn ngữ sút cộng với tá. Sút cộng với tá, cái dạng quá khứ phân từ này, sút tá này được chia theo đối cách số ít đối thị gia quỳ phát tí ê cao quá trình á. Cho nên sút tá biến thành sút tăng. Sút tăng có nghĩa là đã ngủ. Sút tá ngủ cũng có nơi gọi là kinh điển vân vân ha, đã ngủ. Rồi ngủ, ngủ ở đâu? Ngủ ở ga mần. Ga mần do cái từ ga má. Ga má là một danh từ nam tính, ác răng táp vùng linh ga. Ga má được chia theo đối cách số ít đu tì giá quỳ phát tí ê cao quá trình á. Ga má biến thành ga măng. Ga măng là ngôi làng, ngủ ở trong làng, trong làng, trong xóm. Chỉ sút, sút là mùi thì đá, không phải chỉ sút. Do căn ngữ sút chứ không phải là sút. Sút là chỉ bê phở dưới chứ không phải bê bò nha, không phải là sút cộng với tá mà sút. Thôi đúng rồi, đã ngủ đó, căn ngữ của chữ đó đó, chứ không phải sút tá là kinh điển. Hoặc là nhiều khi chữ sút tá cũng có nghĩa là sanh chỉ nữa, nhiều nghĩa lắm, tùy theo cái ý nghĩa của từng câu ha. Rồi cái chỗ này ma hồ khổ quá, khổ quá đọc là thành khổ quá, chán thiệt. Ma hồ khổ quá do cái từ ma ha cộng với ô kha. Ma ha có nghĩa là to lớn, ô kha nó là một danh từ nam tính, ác rành tắp phung linh ga. Ô kha ở đây được đứng làm chủ từ bạch tham á ê cao quá chánh á quỳ phát tí, cho nên ô kha biến thành ô khô. Ô khô có nghĩa là cơn lũ trận lụt. Cơn lũ trận lụt, trời ơi nghe khổ quá, có là cười, chán thiệt. Mau hồ, mau hồ khô quá, khô quá. Chữ quá ở phía sau á có nghĩa là ý quá, có nghĩa là ý quá. Ý quá có nghĩa là mơ hồ khô quá, không có chữ quá ở phía sau có nghĩa là ý quá,
ví như trận lụt lớn, ví như trận lụt lớn, trận lũ lớn, mà hồ khô quá, ví như trận lũ lớn vừa qua, tức là y qua nó dính liền luôn ha. Rồi câu cuối cùng, câu cuối cùng, Machuada Yagachati Machu. Machu là một danh từ nam tính, Ukran Tapum Linga. Machu được đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekawachana Vipati. Machu là thần chết, Machu là thần chết hay là tử thần. Rồi lẹ quá ha, biết không kịp phải suy nhập rồi. Mắt chú thần chết, Adaya, đây là một động từ bất biến do căn ngữ đa. Căn ngữ đa có nghĩa là lấy. Động từ bất biến này có ý nghĩa là lấy đi, mang đi hay là cuốn trôi. Lấy đi, mang đi hay là cuốn trôi. Bởi vì lũ lụt thì không thể lấy đi, không thể mang đi, mà cái từ cuốn trôi nó thích hợp hơn ha. Rồi cái động từ sau này làm sáng tỏ hơn, Gacchati. Gacchati đây là một động từ số ít, là đi. Mà chúng ta đi là Gacchami, tôi đi là Gacchami. Như quý vị thường đọc cái chữ đi này trong khi mà thọ trì tam quy ha, Bụt thần xá lợi năng Gacchami. Gacchami là cũng là đi vậy, nhưng mà ai đi? Chúng tôi đi. Đi đâu? Đi đến nương nhờ với Đức Phật. Bụt thần xá lợi năng Gacchami. Còn nếu mà tôi đi đến nương nhờ với Đức Phật thì Bụt thần xá lợi năng Gacchami. Số ít và số nhiều ha. Cái nào một mình là mí, mà nhiều là má. Rồi bây giờ gom lại ha. Câu Phật ngôn 47 cho chúng ta một ý nghĩa. Ví như một cơn lũ lớn cuốn trôi ngôi làng đã ngủ say. Thằng chết tóm lấy người đàn ông có tâm ý bị đắm nhiễm, đang thu nhặt những bông hoa rồi ra đi. Ví như cơn lũ lớn cuốn trôi ngôi làng đã ngủ say. Thần chết tóm lấy người đàn ông có tâm ý bị đắm nhiễm, đang thu nhặt những bông hoa rồi ra đi. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đọc phổ thơ lục bát. Ai còn thu nhặt hoa hương, đắm si tham nhiễm bên đường biết hay. Tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn say như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Sao mà lúng cúng thế này. Ai còn thu nhặt hoa hương, đóng si tham nhiễm bên đường biết hay. Tử thần mang kẻ ấy ngay, như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn ha. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lụt trôi làng ngủ. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lụt trôi làng ngủ. Trong
tư vấn. À, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Alo, có từ nào cảm thấy không ổn không? Rồi, im rù vậy. Rồi, bây giờ đi vào tư vấn ha. Câu Phật ngôn này, tư vấn là duyên sự hơi dài. Quý vị chú ý, cũng có liên quan đến cuộc sống của chúng ta, chứ không phải cái chuyện này xảy ra hồi thời kỳ Đức Phật, mà cái chuyện hồi xưa quá sao nghe nói dư khổ quá rồi bây giờ đưa tay nữa hả? Rồi mời Sức Kim. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Sư, trong mấy câu của Pali đó sư, khi nào cái chữ quá đó, VA đó, vavor với A đó, khi nào nó là ý quá, khi nào nó là e quá vậy sư? Làm sao mình biết được sư? Rồi con hết rồi. Con xin cảm ơn sư trước. Alo. À, thắc mắc cái chữ hê quá phải không? Sư Kim, có phải thắc mắc chữ hê quá không? Hê quá tức là do chữ hí cộng với ê quá. À, chữ quá hả? Quá là ý quá. À, chữ ý quá. Ý quá là vĩ như, giống như. À, chữ quá là má hô khô quá hả? Trời ơi. À, chữ ý quá và ê quá hả? Tại sao chỗ này chữ má hô khô quá, à, chữ ô khô cộng với ý quá, rồi má ha cộng với ô khá, rồi ô khá cộng với ý quá. À, thì ở đây nó có những cái mà logo sanh thí xóa và ráp chữ, xóa và ráp chữ, cho nên trường hợp chúng ta thấy ý quá này, mô hồ khổ quá đó, đó là ý quá, mà hê quá tức là hí cộng với hê quá, nó biến thành hê quá. À, mỗi chữ có một cái trường hợp mà nó ráp với nhau, à, để rồi chúng ta thấy nó không còn nguyên vẹn. Tức là khi mà chúng ta tóm tắt á, tóm tắt có nghĩa là túm lại, mà khi túm lại thì nó gọn hơn. Còn mà trong cái lối thơ văn mà để nó dài dòng á, thì nhiều khi cái lục bằng tắt nghe nó hơi khó. À, cái gì yếu quá hay ê quá ở trên tức là ê quá, mà ở dưới là ý quá tức là hê quá, và chữ má hô khô quá thì ở trên là ê quá, ở dưới là ý quá, nhưng mà nó biến đi, à, nó biến đi chứ không giống nhau nữa. Rồi thắc mắc nữa hả? Thắc mắc là cứ hỏi. Con xin cảm ơn sư. Sư, cái câu hỏi của con như vậy nè. Khi mà nó ráp chữ sư, cái chữ cuối nó là quá đó, V-A đó, làm sao mình biết nó là ý quá hay là ê quá sư? Cái câu hỏi của con như vậy đó. Nó khi nó ráp chữ, nó mắc chữ đó, không có biết được khi nào cái chữ quá đó nó là ý quá hay là ê quá, hay là mình phải nhìn vô cái câu nó dịch để mình hiểu rằng nếu mà nó là ê quá thì nó chỉ là tiếng Anh gọi là only, có cái đó thôi, chỉ đó. Nếu mà nó ý quá thì nó là giống là dường như, giống như, nó là một trạng từ. Thì con cái chữ quá đó nó viết mà nó lúc mà nó cắt chữ, nó ráp vô nhau đó, làm sao mình biết chữ đó là ê quá, là chữ đó là ý quá, làm sao mình biết được sư? Phải đọc nguyên cái câu đó rồi mình hiểu, mình mới đoán ra sư. Con hết rồi, con xin cảm ơn sư, con trả máy rồi.
Sa thủ Sư Kiền, đây là một trường hợp mà Ngài Liễu Tông, một vị mà coi như rất là uyên thâm về Phật Pháp, khi chúng ta hỏi một câu nào thì Ngài phải căn cứ vào cái câu Bali để trả lời. Cũng là chữ quá, he quá, ma hô khô quá, nhưng mà ở trên là e quá, ở dưới là ý quá. Cho nên khi mà chúng ta nghe quá tự nhiên ta sợ hả? Không, nó thuộc về e quá hay là ý quá. Ý quá có ý nghĩa khác, mà e quá có ý nghĩa khác. Cho nên khi mà chúng ta đọc một cái câu nào đó thì chúng ta phải hiểu cái từ ở trong cái câu đó nói về cái gì, chứ không phải là nó ồ chữ quá thì ở dưới này cũng quá, quá rồi thành ra quá bậy luôn. Cho nên ở đây chúng ta căn cứ theo những cái từ này để mà hiểu cái câu kinh, hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy, rồi chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Đây là những cái lời Đức Phật dạy đối với cái vị đó, nhưng mà chúng ta áp dụng như thế nào đối với hiện thực thì như vậy cái học của chúng ta nó có giá trị. Ý quá ha, ý quá là giới, khô quá nó là ý quá, còn ở trên là hí cộng với ê quá, cho nên nó ráp lại bỏ mất một chữ gọi là hê quá. Cho nên mỗi chỗ mỗi khác, chứ không phải là thay quá đó là thay luôn, không phải đâu. Mỗi chỗ mỗi khác, tức là theo cái câu đó chúng ta phải hiểu chữ quá nó thuộc về ê quá hay là ý quá. Rồi thời gian không còn nhiều nha, bây giờ duyên sự này cũng hơi dài, thôi nghe đi rồi chúng ta sẽ hiểu nó quá như thế nào, nó quá thuộc về ý quá hay là ê quá. Mà hồi xưa, hồi thời kỳ Đức Phật, chúng ta có áp dụng đối với bây giờ được hay không? Được quá hay chưa? Nè, có chuyện nó như thế này. Đây là duyên sự một cái câu Phật ngôn khó học mà quý vị tham gia quá đông đi, không ngờ tinh thần của quý vị tầm cầu học hỏi số 1. Chúng tôi rất là thắng quý vị. Những cái câu Bali thế này khó đọc, chúng tôi đọc cũng lẹo lưỡi, vậy mà quý vị đọc còn ra lên khổ quá, mau khổ quá mà đọc khổ quá. Rồi hãy nghe duyên sự ha. Câu Phật ngôn 47 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến Đức Vua Quý Đu Đáp Ha. Alo, viết dùm tên của vị vua này, Quý Đu Đáp Ha, viết đúng để chúng ta thấy ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Alo, quý vị còn nghe không? Quý Đu Đáp Ha viết làm sao? Đừng có chú trọng về cái vấn đề mà dịch ra tiếng Việt là lưu ly vương chỉ cho mệt nghe. Quý đồ đáp ha đó, thì Nhật Quỳnh làm gì nhìn vô trong vở là viết đúng ngay. Sư Thanh Hoàng thiếu dấu ha, thiếu dấu mà còn chữ phá ở sau là cũng sai rồi ha. Chữ phá là chữ bê bò trong vai bê phở ha. Rồi mà biết được như vậy là cũng giỏi rồi. Những người không biết á, người ta nhìn vô thấy Sĩ Thanh Hoàng viết lại là người ta cũng run rồi ha. Rồi trở lại vấn đề ha. Đức vua Quý Đu Đa Phá đem một cái đoàn quân đi viễn chinh, tức là vị vua này đã tiêu diệt cái dòng họ Thích Ca, và trên con đường đi về đã bị một cái trận lụt lớn làm cho chết luôn cả đức vua và đoàn quân lính. Thì đó là cái mục đích chính. Bây giờ chúng ta hãy đi vào cái đẩy ha. Thân phụ của đức vua Quy Đu Đa Phá
chính là Đức vua Vasenadi Kosala. Đức vua Vasenadi một hôm ở trên lầu nhìn xuống khu phố thì thấy các vị tỳ kheo lũ lượt đi vào thành để khất thực, rồi đi đến nhà của đại thí chủ như là ông Anathapindika, Chula Apindika, rồi bà Visakha, rồi bà Subhavasa. Đó là những đại thí chủ đại diện cho thiền nam, thì ông các cô độc Anathapindika, Chula Apindika. Rồi bên tiên nữ thì có bà Visakha và Subhavasa. Subhavasa đây là một vị công chúa nha. Thì Đức vua Vasenadi mới ngạc nhiên, mới hỏi ồ chư tăng đi đâu mà thấy đường ngược đi hết chỗ này đến chỗ kia. Thì quân lính mới trao rằng mỗi ngày thì ông cấp cô độc, tiểu cấp cô độc, bà Visakha và Subhavasa đều làm phước trai tăng hoặc là dân cúng vật thực cho chư tăng. Mà chính ông cấp cô độc thì có 500 các vị tỳ kheo đến thọ thực thường xuyên ở nhà. Bà Visakha cũng vậy, bà Subhavasa cũng như thế. Rồi Đức vua khi mà nghe như vậy thì phát tâm muốn làm người hộ độ chư tăng, mới đến tỉnh Sát Kỳ Viên cung thỉnh Đức Phật với 1000 vị tỳ kheo vào hoàng cung để thọ thực. Dân chúng mà dân cũng đến 500 thì mình là ông vua phải làm gấp đôi, cho nên thỉnh tới 1000 vị tỳ kheo. Rồi chính Đức vua Vasenadi đích thân đứng ra trông coi cái việc để bát cúng dường, và làm liên tục như vậy cả 7 ngày. Đến ngày thứ 7 thì Đức vua Vasenadi đảnh lễ Đức Phật và yêu cầu: Bạch Đức Thế Tôn, quả nhân xin thỉnh ngài cùng 500 vị tỳ kheo thường xuyên thọ thực nơi hoàng cung này. Đức Phật mới trả lời: Tâu Đại Vương, chư Phật không bao giờ thọ thực thường xuyên một nơi, vì còn nhiều chúng sanh chờ đợi các ngài ngược đến. Khi mà nghe như vậy thì Đức Vua mới nói: Vậy thì xin ngài phái một vị tỳ kheo nào đó có thể đến hàng ngày cũng được. Và Đức Phật để giao cái phần sự này cho ngài Ananda. Trong 7 ngày đầu thì Đức Vua đích thân ra rước bát cúng dường, trông nom chỉ bảo, cho nên công việc làm rất là chu đáo. Nhưng mà đến ngày thứ 8 thì Đức Vua vì long thể bất an, sao xuyến, quên cái phần sự hộ chư tăng. Và chư tăng khi vào hoàng cung không có ai soạn sẵn chỗ ngồi, không thỉnh các ngài an tọa và dẫn cúng thực phẩm đến tận tay cho các ngài. Cho nên chư tăng mới bàn tán với nhau trong hoàng cung: Vì thừa hành lệnh của Đức Vua nên không ai dám tự chuyên đứng ra mời chư tăng ngồi và phục dịch cả. Vắng mặt Đức Vua thì chắc chúng ta không thể nào đến đây được. Và thế là nhiều vị bỏ đi về. Qua những ngày sau, Đức Vua cũng vẫn chén mãn bởi vì công việc của triều đình rất là nhiều. Vì thế mà nhiều vị tỳ kheo khác lại bỏ đi chỗ khác, không có vào hoàng cung. Rồi những ngày sau đó, cái tình trạng cũng chẳng lấy làm khả quan. Thế là tất cả 500 vị tỳ kheo đều lần lượt ra đi. Chỉ còn lại có một mình Đại Đức Ananda. Và Đại Đức Ananda ngày nào cũng đi đến hoàng cung để mà nhận vật thực, và đơn độc một mình như vậy. Rồi một hôm, Đức Vua trông thấy thực phẩm loại cứng loại mềm còn nguyên trên bàn,
Bà đi đến đó bà mới hỏi nội thị: ô, chưa để Đức Tăng sao không ai đến để thọ bát? Tâu bệ hạ, chỉ có một mình Đại Đức Ananda mà thôi. Đức vua nghe qua buồn rầu sầu hận, các vị tỳ kheo cho nên nghĩ rằng: ô, các ngài đã cắt đứt con đường thiện duyên của ta rồi. Bực quá, tức quá, Đức vua mới đến gặp Đức Phật và hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, quả nhân đã chuẩn bị 500 cổ phần để sức bát cúng dường chư tăng, mà nghe nói rằng chỉ có một mình Đại Đức Ananda đến thọ thịt. Vậy thì cái số thực phẩm dồn ra vẫn còn y nguyên, 500 vị tỳ kheo không thấy vào hoàng cung, không biết vì cái lý do gì. Đức Phật, ngài không quở trách các vị tỳ kheo mà chỉ vỗ về Đức vua Vasinadi. Tâu đệ vương, các thiên văn đệ tử của Như Lai không có cái tình thân mật với đại vương, cho nên không có đi vào hoàng cung. Rồi Đức Phật kéo gọi chư tăng vào và giảng dạy những cái trường hợp nào mà chư tăng không nên đến tọa thực nơi nhà thí chủ, và những cái trường hợp nào thì nên đến. Ngài nói lên ý nghĩa: này các tỳ kheo, có 9 điều mà gia tộc nào hội đủ thì chư tăng không nên đến đó nếu mà chưa đến, hoặc là không nên ngồi nếu mà đã đến đó. Thế nào là chính? Điều thứ nhất, họ, tức là thí chủ, không có hoan hỷ đứng dậy tiếp rước. Thứ hai, thí chủ không hoan hỷ đảnh lễ. Thứ ba, không hoan hỷ mời ngồi. Thứ tư, có vật dụng mà họ giấu. Thứ năm, có nhiều mà họ lại cho ít. Thứ sáu, có đồ ngon mà họ cho cái đồ dở. Thứ bảy, dân bằng cách không có cung kính. Thứ tám, họ không có giữ lễ, không có ngồi gần. Thứ chín, họ không có thỏa thích trong khi nghe giảng đạo. Này các tỳ kheo, 9 điều này gia tộc nào mà hội đủ thì chư tăng không nên đến đó nếu mà chưa đến, hoặc không nên ngồi nếu mà đã đến rồi. Này các tỳ kheo, có 9 điều mà gia tộc nào hội đủ thì chư tăng nên đến đó nếu chưa đến, hoặc nên ngồi nơi đó nếu đã đến rồi. Và thế nào là chính? Một, họ hoan hỷ mời ngồi. Hai, họ hoan hỷ đứng dậy tiếp rước. Ba, họ hoan hỷ đảnh lễ. Bốn, có vật dụng họ không có giấu. Năm, có nhiều họ dâng nhiều. Sáu, có đồ ngon thì họ dâng đồ ngon. Bảy, họ dâng bằng một cách cung kính. Tám, họ giữ lễ phép ngồi gần. Chín, họ thỏa thích nghe pháp nói đạo. Nên các tỳ kheo, 9 điều này gia tộc nào mà hợp đủ thì chư tăng nên đến đó nếu mà chưa đến, hoặc nên ngồi nếu đã đến rồi. Và khi giảng đến với chư tăng xong như vậy thì Đức Phật mới nói chuyện với Đức Vua. Tâu đại vương, chắc là các thiên văn đệ tử của Như Lai không tìm được sự thân mật nơi đại vương, cho nên không đi vào hoàng cung là như vậy. Và tiếp đó, khi mà Đức vua Pasen đã đi mới suy nghĩ với câu chuyện Đức Phật trình bày, thì Đức vua mới suy nghĩ rằng bây giờ quả nhân phải làm sao để cho tăng chúng thân thiện với quả nhân đây? Quả nhân nên cầu hôn với hoàng tộc Thích Ca, là quyến thuộc của Đức Chánh Biến Tri. Nếu mà được như vậy thì các vị tỳ kheo, các vị sa di sẽ thấy quả nhân là quyến thuộc của Đức Phật, thì chắc chắn là sẽ thân thiện với quả nhân và sẽ lui tới trong hoàng cung thường xuyên. Nghĩ như vậy, Đức Vua mới sai thứ giả sang cầu hôn với dòng Thích Ca. Các khanh hãy đại diện cho trẫm qua nạp sinh lễ cầu hôn, xin cưới một công chúa
thuộc huyết thống của dòng Thích Ca rồi trở về đây phục lệnh. Sư thần lãnh mạng ra đi cầu hôn với dòng họ Thích và tại thành Ca Tỳ La Vệ. Tất cả những cái vị tai mắt đại diện cho hoàng tộc Sắc Gia đều được đức vua triệu thỉnh nhóm đại hội dòng tộc rồi biểu quyết để tham khảo ý kiến. Và ai cũng cho rằng vua Bạch Xà Na Đi không phải là môn đăng hộ đối, không phải là huyết thống ngang với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận gả con cho y thì y sẽ giấy động can qua hưng binh mà đánh chiếm nước ta chẳng sai. Vậy thì chúng ta làm gì bây giờ đây? Đức vua Mahana Ma mới đề nghị rằng đứa gái tức là thể nữ của chồng tên là Vasapa Khatiya có một cái nhan sắc tuyệt vời, vậy thì ta đem gả cho ông vua ấy đi. Và giải pháp này được hoàng tộc Sắc Kỳ Gia chấp nhận. Đức vua mới đáp lời cùng sứ giả, quả nhân vui lòng gả công chúa cho đức vua. Sứ giả mới tâu rằng công chúa ấy là con của vị vua nào? Công chúa đó là con gái của đức vua Mahanama, là biểu đệ của Đức Chánh Biên Tri, có mỹ hiệu là Vasapa Khatiya. Sứ thần về nước mang tin mừng này lên đức vua Vasenadi và đức vua phán: nếu vậy thì quá tốt, khanh hãy qua nên đón công chúa về đây cho mau. Nhưng mà hãy cẩn thận đề phòng, cái dòng họ Sắc Kỳ Nhá thường mang cá lắm, sẽ nó đem con gái của bộ phi tần rồi nó sẽ lừa chậm đó. Các thanh hệ này cho được, khi nào mà thấy công chúa dùng cơm chung với phụ vương trong cái bữa ăn á, rồi cái tiệc tiễn hành thấy rõ vậy, chắc ăn như vậy rồi hãy rước về đây. Các sứ thần mai dòng tuân lệnh của đức vua Bạch Xà Na Đi ra đi. Gặp đức vua Mahana Ma thì tâu rằng: tâu bệ hạ, đức vua của chúng tôi muốn cho công chúa được ngồi dùng cơm chung với ngài trong cái bữa tiễn biệt. Ồ tốt, này chư hiền sĩ. Rồi đức vua Mahana Ma bảo công chúa trang điểm một cách rất là đẹp, rồi tới giờ ngự thiện thì dùng chung mâm với đức vua để cho sứ thần trông thấy. Rồi xong bữa thì đức vua Mahana Ma mới chuyển giao công chúa Vasapa Khatiya cho sứ giả hộ giá Vu Quy, đưa dâu về thành Sawatthi. Các sứ giả tâu với đức vua các việc mình đã mục kích tận đường. Đức vua Bạch Xà Na Đi cả đẹp và phong cho công chúa là chánh cung hoàng hậu, trưởng quản một nhóm 500 cung phi. Ủa sao không nghe nữa hả? Alo, quý vị còn nghe không? Sư Kim trình bày dở quá, bỏ chạy mất tiêu rồi. Còn nghe hả? Rồi xa thú. Rồi không bao lâu, chánh hậu hạ sanh được một hoàng nam, màu da sáng chói như là vàng rồng. Đến ngày đặt tên cho hoàng tử thì đức vua bảo quan nội gián đến chỉnh ý của hoàng thái hậu. Công chúa Vasapa Khatiya dòng Thích Ca Sắc Kỳ Gia là chính cung hoàng hậu vừa hạ sinh hoàng tử, xin tổ mẫu đặt tên cho cháu nội. Cái ông hoàng thái giám lãnh định của đức vua là một người có tật lãng tai. Khi mà đến tư cung của hoàng thái hậu thì ông trình bày sứ mạng của ông xong, và hoàng thái hậu đáp rằng: thế tử là con của hoàng hậu Vasapa Khatiya, lúc mà chưa sanh cũng đã được thu phục cái lòng người rồi, bây giờ đây chắc được đức vua sủng ái vô cùng phải không?
ông quan nội giám này lắng tai nghe lầm cái tiếng quan lá phá, có ý nghĩa là đắc sủng, thành ra cái tiếng quy đù đa pha. Quy đù đa pha có nghĩa là lưu ly lưu lạc nữa. Rồi yên trong trí như thế, cho nên trở về tàu của Đức Vua Pasena đi. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đặt tên cho thái tử là Quy Đù Đa Pha. Đức Vua nghe kỳ quá, nhưng mà nghĩ rằng chắc đây là tên của một người rất là xưa trong hoàng tộc, cho nên nghe theo lời của viên nội giám lãng tai, Đức Vua Pasena đi đặt tên cho thái tử là Quy Đù Đa Pha. Quy Đù Đa Pha có nghĩa là lưu lạc, có nghĩa là người lang thang. Ngay từ khi mà thái tử còn tuổi thiếu niên thì Đức Vua muốn lấy lòng của Đức Phật, đã phong cho thái tử làm chức hàm đô thống soái. Mà lúc mới có 7 tuổi thì thái tử Quy Đù Đa Pha trông thấy các vương tôn, các hoàng tử cùng tuổi được ngoại tổ gửi cho đồ chơi như là hình voi, hình ngựa hoặc thứ này thứ nọ, thì mới hỏi mẹ: mẫu hậu ơi, sao mấy hoàng nam khác có ngoại tổ gửi đồ chơi đủ thứ, còn con thì không có ai gửi tặng cái món gì hết vậy? Bộ con không có ngoại tổ phụ, tổ mẫu hay sao? Hoàng hậu mới đáp rằng: này Vương Nhi, ngoài chỗ của con là dòng họ Sakya ở đây xa lắm, cho nên không gửi quà tặng cho con được. Rồi dần già đến tuổi 16, thái tử Quy Đù Đa Pha thưa với mẹ: thưa mẫu hậu, con muốn được về thăm dòng họ bên ngoại. Hoàng hậu này nói giật mình, mới bảo là: thôi Vương Nhi ơi, ở bên đó, về bên đó mà làm gì? Thái tử cứ theo này nỉ van xin mãi, và sau cùng chánh cung hoàng hậu cũng phải chiều theo: nếu mà Vương Nhi muốn đi thì con cứ đi. Rồi hoàng hậu qua Sapa khách thì giá khiến người mang thơ đi trước, báo tin thái tử sẽ đến, và để cho Đức Vua Mahanama biết con ở đây vẫn bình yên. Xin hoàng tộc Sakya đừng có lộ vẻ gì khác biệt đối với chồng con, đừng cho thái tử cùng quan hộ giá trông thấy. Thế mà cái vị này, vị hoàng hậu này là con của một thái nữ, con của một người coi như môn đăng hộ đối, cho nên mới ém cái chuyện này. Rồi hoàng tộc Sakya khi hay tin thái tử Quy Đù Đa Pha đến Ca Tỳ La Vệ, rồi thương nghị với nhau và quyết định rằng không thể để cho con cháu của chúng ta đánh lễ chào đón nó, bởi vì nó con của một cung tần nữa. Và thế là bao nhiêu hoàng tôn thái tử nhỏ tuổi hơn thái tử Quy Đù Đa Pha đều được gửi về miền quê đổi gió, còn các vị lớn tuổi thì là tập trung nơi khách thính ở trong thành. Rồi thái tử Quy Đù Đa Pha được đưa vào thành, khi đứng trước các vị ở đó thì họ giới thiệu: này Vương Nhi, đây là ngoại tổ của con, đây là cứu phụ của con, đây là những người vai trên vế lớn. Rồi thái tử Quy Đù Đa Pha phải đánh lễ và ra mắt tất cả mọi người sống. Rồi không thấy ai tới chào đón đánh lễ mình, thì tức quá mới hỏi rằng: sao không thấy ai đánh lễ con hết vậy? Quyến thuộc dòng Sakya mới trả lời: này Vương Nhi, các thế tử hoàng tôn tuổi nhỏ hơn con mắc về quê hết rồi. Họ đáp như vậy xong rồi đặc biệt đãi đằng hoàng tử Quy Đù Đa Pha rất là trọng hậu. Thái tử lưu lại Ca Tỳ La Vệ vài ba hôm, rồi từ tại dòng họ Thích Ca lên đường về xứ. Khi đó, các cung nữ đến dọn dẹp quét tước ở trong cái phòng khách chính, rồi lấy sửa cái cẩm đôn nơi mà hoàng tử Quy Đù Đa Pha đang ngồi,
vừa rửa, vừa cằn nhằn, vừa mắng rằng: đây là cái chỗ ngồi của con trai cung nữ qua sập khách thì giá. Nhưng mà bất ngờ có một viên tùy tướng của thái tử Quy Đu đã phá bỏ quên khi giới, cho nên trở lại khách thính lấy. Y nghe được những cái lời này mới gạn hỏi và biết rõ nguyên nhân, mới biết rằng chánh hầu qua sập khách thì giá tuy là con của đức vua Mahanama dòng Thích Ca, nhưng mà mẹ của cô ta là một cung nữ. Rồi viên tùy tướng này đem chuyện này thuật lại cho quân sĩ nghe, và thế là trong khi tốt có cái tiếng xôn xao đồn rằng: ồ, cái bà qua sa phá khách thì giá này là con gái của một cung nữ. Rồi chuyện này đến tai của thái tử Quy Đu Đa Pha. Ồ, Quy Đu Đa Pha căm tức dòng họ sắc kỳ giá, mới thề rằng: bọn mày có giỏi lấy sữa tươi mà rửa cái chỗ ngồi của ta, thì khi nào mà ta lên làm vua, ta sẽ lấy máu của các ngươi để mà rửa lại chỗ đó, với lời nguyền như. Rồi thái tử về thành sau thì các quan tùy giá thuật lại cái sự việc do cung nữ các vị la đã thổ lộ. Rồi nguồn gốc của chánh hậu lên đức vua Vasenadi. Ồ, đức vua cấm thù dòng họ sắc kỳ giá, mới nghĩ rằng bọn này đã mạo muội con gái của một cung nhân cho trẫm. Và đức vua hạ lệnh tước đoạt hết phẩm vị của chánh cung hoàng hậu và đông cung thái tử, đưa xuống làm cung nhân. Cách mấy hôm sau, Đức Phật ngự vào hoàng cung, an ngự chỗ ngồi đã soạn sẵn. Đức vua mới đảnh lễ và bạch rằng: bạch ngài, quả nhân xin cho ngài hay rằng các quyến thuộc của ngài đã mạo hôn gả con gái một cung nữ cho quả nhân, vì vậy cho nên quả nhân đã trước hết phẩm vị chánh hậu và đông cung thái tử cho làm cung nhân nô tỳ, vì cái phần vị ấy không hợp với họ. Đức Phật phán rằng: Tôn Đại Vương, việc này rất là oan uổng cho họ. Chánh hậu đã được dòng sắc kỳ giá nhìn nhận ngang hàng, cho nên mới đem gả cho Đại Vương. Như Lai đã nhận việc này: Đại Vương, mẫu hệ không có nghĩa lý gì, chỉ có phụ hệ là đáng kể mà thôi. Như vậy bậc hiền trí tuổi xưa đã phong cho một thiếu nữ bần hàn đi móc củi khô lên làm chánh hậu, và thái tử cho nàng ấy sinh ra sau này là một quý là một vĩ nhân, là một lãnh tụ thống trị cả một quốc độ Varanasi. Và cái trường hợp này cái dòng họ bên bên nữ mẫu hệ không có quan trọng, mà chỉ có vấn đề phụ hệ là quan trọng hơn. Cho nên khi mà trình bày thì đức vua Vasenadi nguôi ngoai và cảm thấy hài lòng, rồi phục chức cho chánh hậu cũng như đông cung thái tử. Một thời gian sau, đức vua Vasenadi băng hà và thái tử Quy Đu Đa Pha lên tức vị. Rồi nhớ lại hận thù xưa, mới chiêu binh mãi mã kéo hết đại binh ra khỏi thành Sawatthi, trong tâm tính rằng tàn sát dòng họ Thích Ca. Và ngày đó lúc quan sát về thế gian, Đức Phật thấy rằng dòng họ Thích Ca sắp bị tiêu diệt. Ngài thì nghĩ Như Lai phải đi về để độ cho dòng tộc mới được. Và thế là trong buổi sáng, ngài ngự đi khất thực, dùng xong bữa ngài trở về Hương Thất. Và buổi trưa ngài nằm thiền nghiêng về phía phải như là một con sư tử, và buổi xế thì ngài bay về Ca Tỳ La Vệ, an tọa dưới một gốc cây có cái bóng mát loang lỗ nơi giáp ranh của hai nước. Phía bên kia ranh giới thuộc lãnh thổ của đức vua Quy Đu Đa Pha là có một cái cây đa rất là to,
tàn nhánh rậm rạp và có nhiều bóng mát. Khi vừa trông thấy Đức Bổn Sư thì Đức Vua Quý Đu Đa Pha đã đến gần đánh lễ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc nắng như thế này, sao Ngài lại ngồi dưới cái bóng cây mà loang lổ, không có bóng mát? Xin Ngài hãy qua cái gốc cây này, có nhiều bóng mát. Thì Đức Phật mới trả lời: Tâu Đại Vương, cái bóng mát của thân bằng quyến thuộc bao giờ nó cũng mát hơn. Khi mà nghe như vậy, Đức Vua Quý Đu Đa Pha mới nghĩ rằng: Ồ, Đức Phật ngồi đây là để bảo vệ quyến thuộc của Ngài. Đức Vua mới đánh lễ rồi cáo từ Đức Phật, rồi thâu binh trở về Sāvatthī. Đức Phật cũng đứng dậy bay về Kỳ Viên. Đức Vua Quý Đu Đa Pha không thể quên được cái mối hận thù đối với dòng họ Sakya, rồi xuất binh lần thứ hai đến chỗ ranh giới của hai nước, cũng gặp Đức Phật như lần trước, cho nên thu quân về. Đến lần thứ ba tức quá xuất binh, lại gặp Đức Phật nơi đó nữa và cũng thu quân trở về ba lần. Đến lần thứ tư, Đức Phật không can thiệp để cứu quyến thuộc của Ngài nữa, vì Ngài thấy ác nghiệp của họ trong tiền kiếp đã bỏ thuốc độc xuống một dòng sông thuốc cho cá chết, thì nay cái quả nó đã chín mùi rồi, không còn che chở cứu vãn được nữa. Với quyết tâm ta sẽ tiêu diệt dòng thịt gà, Quý Đu Đa Pha đem đại đội hùng binh ra đi, không còn bị Đức Phật cản trở. Cho nên quyến thuộc của Đức Phật là những người kiên trì giữ giới sát sanh, thà chịu chết chứ không dám xuống tay giết hại kẻ khác. Cho nên khi nghe tin địch quân kéo vào thì họ nghĩ ngay rằng: Chúng ta là những tay thiện xạ bá pháp bá trúng, nhưng mà chúng ta không thể phá giới mà giết hại địch quân. Thôi thì hãy bắn hù dọa để nó cho bọn nó sợ mà nó chạy thôi. Và Đức Vua Quý Đu Đa Pha thấy tên bắn như mưa, mưa bão tùy tướng. Các khanh nghĩ như sao? Có phải dòng Thích Ca họ giữ giới không sát sanh, thế mà bây giờ họ giết hại binh sĩ của trẫm? Khi đó có một tùy tướng đâu rằng: Tâu Chúa Thượng, vì sao mà Chúa Thượng lại lưu quấn cái dòng họ Thích Ca giết hại binh sĩ của trẫm kìa? Bà quân tiến sĩ không có ai bị thương cả, xin Chúa Thượng cũng lại coi lại quân sĩ. Và khi coi lại thì không thấy ai bị thiệt mạng, ai bị thương hết. Đức Vua Quý Đu Đa Pha mới truyền lệnh tấn công và dặn rằng: Bà quân tướng sĩ, các khanh hãy giết sạch những cái nào tự nhận là dòng họ Sakya, trừ những ai đứng gần ngoại thổ của trẫm là vua Mahanama, thì các khanh hãy dung tha mạng sống cho họ. Quân lính của vua Quý Đu Đa Pha phá cửa thành, tuôn vào những nước của bờ, đi lục soát bắt cái dòng Thích Ca để tru diệt. Có nhiều người không cam tâm chịu chết vô cớ, cho nên cắn cái cọng cỏ hoặc cầm lau sậy đứng trực sẵn. Hiểu không? Quân địch đến hỏi: Ngươi có phải dòng Thích Ca không? Thì cái nhóm cắn cỏ không phải Thích Ca mà cỏ, tức là Nasako Tinanti. Còn cái nhóm mà cầm cây lao thì đó không phải Thích Ca, vì vi lô con là cây sậy á, nô sa cô nó lồ tí, tức là cầm cọng cỏ thì nó là cỏ, mà cầm cọng lao thì nó lao, chứ không có hỏi, không phải là Thích Ca, tức là cầm cái nhìn họ cái đó. Đây là một hình thức mà coi như trường uống để khỏi bị chết. Quân lính của ngoại quốc nghe không rành, tướng họ phủ nhận dòng Thích Ca, cho nên không có sát hại họ.
có những người giàu có chết cũng không dám phạm giới nói dối, cho nên để dùng cái mẹo khéo nói trớ như vậy mà được sống sót. Champali xà ca là ráo, mường tượng giống như sắc gì giá. Do đó vì sao có danh từ Tháo Thích Ca này, có những danh từ Vi Lô Thích Ca này, tức là Rau Sậy Thích Ca này. Đó là ám chỉ những người đó đã nhờ cỏ, nhờ cây rau mà còn sống sót. Tất cả hoàng tộc Thích Ca, dù là trẻ con còn đáng bú, cũng bị giết sạch. Vua Quý Đồ Đa Bá ra lệnh cắt cổ họ, đem dội máu lên cái cẩm đôn mà mình đã ngồi khi trước. Tông tộc của dòng họ Thích Ca đã bị vua Quý Đồ Đa Bá tru diệt là như thế, và ra lệnh bắt luôn cả đức vua Maha Nama đem theo làm tù binh, rồi rút quân trở về nước. Đến giờ sáng thì đức vua Quy Lu đã phá đình bộ xuống một nơi thung lũng nghỉ, cho quân hầu bưng cơm và khiến người thính ông ngoại đến để cùng ngồi ăn cơm chung. Dòng Sắc Di Giá thà bỏ mạng chứ không bao giờ ngồi ăn cơm chung với con trai của thể nữ, cho nên đức vua Maha Nama nhìn xuống mặt hồ và nói: Này Vương Điệt, mình chậm lắm lên đất bụi, thôi để chậm đi tắm cái đã. Vâng, ngồi tổ hãy đi tắm đi. Vua Maha Nama nghĩ thầm: nếu mà ta không ngồi ăn cơm chung với cái thằng này á, thì chắc chắn là nó sẽ giết chết ta. Thôi thà ta tự sát cho rồi. Đức vua Maha Nama thắt quốc cái búi tóc, rồi xỏ hai cái chân vào, nhảy xuống mặt nước. Và do oai lực cao độ của vua Maha Nama, thủy cung đã phát hiện, Long Vương mới tự nghĩ có cái chuyện gì. Khi thấy được nguyên nhân, Long Vương rước đức vua Maha Nama vào trong thủy cung, và vua Maha Nama lưu trú ở nơi này được 12 năm. Nói về Quy Đu Đa Phá ngồi chờ ngoại chỗ đã lâu mới sai quân đến đi tìm. Nhưng mà tìm từ dưới nước lên bờ, tìm cho đến tối, thắp đuốc soi đường mà cũng chẳng tìm thấy nhà vua đâu mất. Sau cùng Quy Đu Đa Phá cho rằng Maha Nama đã trốn thoát, cho nên rút quân lên đường. Đại binh đến dòng sông Atiravati vào lúc ban đêm, chia ra làm hai, đóng trại nghỉ ở bờ sông, một đội thì ngủ ở trên cồn cát, một đội thì ngủ trên bờ cao. Những người mà ngủ tại cồn cát, họ không có tạo ác nghiệp thì bị kiến nó cắn, thức dậy và la lên: ở chỗ tôi nằm kiến quá, nó cắn đầu quá. Và thế họ lên bờ cao mà họ nằm. Còn những người nằm trên bờ cao mà tạo ác nghiệp nặng cũng bị kiến cắn, làm cho họ la lên: chỗ nằm này có kiến. Và họ đi xuống ở phía dưới thấp mà nằm. Thì ngay lúc đó mây đen kéo đến, mưa tuôn như thác đổ, nước sông dâng lên trong nháy mắt, ngập lụt cả bờ sông, cuốn trôi luôn cả đức vua Quy Đu Đa Phá cùng đoàn quân ngủ ở trên cồn cát, đưa ra biển khơi. Tất cả những người tạo ác nghiệp đều là mồi cho cá và rùa. Các vị tỳ kheo mới đưa lên vấn đề: cái dòng Sắc Di Giá bị diệt vong quả thật là oan uổng, khi không mà bị cái bộ người khát máu cho rằng cái dòng Thích Ca đáng bị tru diệt, rồi ngập ái chém lấy, như thế thật là phi lý vô cùng. Đức Phật nghe những lời đàm thoại của Chư Tăng mới dạy rằng: Này Chư Tỳ Kheo, trong cái kiếp hiện tại này dòng họ Thích Ca bị diệt vong như thế là không xứng, nhưng mà không có gì oan uổng vì họ gặt hái cái quả tương xứng với ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong quá khứ.
mà Đức Thế Tôn dòng họ Sắc Khi Giá đã tạo ác nghiệp gì trong quá khứ? À, trong quá khứ họ đã vầy thành đoàn xuống sông bỏ thuốc độc làm cho cá rùa chết thật nhiều, và do cộng nghiệp đó mà dòng họ Thích Ca phải bị tiêu diệt như vậy. Rồi ngày hôm sau các vị tỳ kheo lại thắc mắc tiếp, vua Quy Đu Đa Phá hạ sát cả dòng Thích Ca trở về không đến được xứ vì thức nuôi tham vọng quá đắt, à, cho nên dẫn luôn cả bao nhiêu người đi theo làm mồi cho cá và rùa ở dưới biển sâu. Đức Phật lại đến và hỏi rằng: này các tỳ kheo, nói về vấn đề gì vậy? Chư tăng mới trình bày lên. Đức Phật nói: à, này các tỳ kheo, cũng như cái dòng nước lũ mà nó ngập lụt cả một xóm làng đang mê ngủ, thì cái tử thần bắt đi những chúng sanh này trong lúc họ còn ôm ấp những cái tham vọng mà họ chưa thỏa mãn, cắt đứt cái mạng sống của họ, nhận chìm họ xuống cái biển tứ ác đạo này. À, alo, tại sao có người không nghe đó? Quý vị còn nghe không? Sao mà chiếc kim mà hồi nãy đập khổ quá, bây giờ đưa lên ba cái hột gì to tướng nè, cũng không nghe nữa hả? Nhưng mà hết rồi còn nghe gì nữa? Khi mà Đức Phật Ngài thuyết ra thuyết luận như vậy thì đã hết rồi. À, và câu Phật ngôn 47 duyên sự là như vậy. Thời gian còn không? Ô, lỗ giờ rồi. Thì khi mà Đức Phật nói lên câu Phật ngôn 47 này, 47 hay 46, thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc kết quả. Và duyên sự này cho chúng ta thấy, vì chút tư thù khởi chiến tranh, Quy Đu Đa Phá nghiệp không lành, làm tên hữu ý dầu miễn tử, núi kiếm vô tình chẳng phóng sinh, máu đỏ loan hồng tòa khách sảnh, lòng son tô thắm đất kim thành, diệt dòng giới đất vui chưa trọn, bụng cá vùi thay chẳng hổ danh. Rồi như vậy là câu Phật ngôn này kết thúc ha. À, cái dụng ý câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề gì, mà tại sao xảy ra trường hợp đó? À, cũng do cái dục, à, do dục, những bông hoa này tượng trưng cho những cái dục vọng của con người, mà làm một mình thì gọi là biệt nghiệp, mà làm chung với nhau gọi là cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp ở đây thì quý vị thấy rằng trong cái cộng nghiệp á, nó cũng có cái tốt và cái xấu. À, tại sao nằm ngủ ở dưới này mà kiến cắn để lên trên cao ngủ, rồi những người trên cao ngủ cũng bị kiến cắn, mà kiến đó là cái gì? Là phiền não, là ác pháp, mà nó làm cho mình coi như khó chịu, để rồi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới vã chết. À, những người nằm dưới bị nước lũ cuốn trôi. Và trong cái đại dịch của thế giới, à, cả thế giới chúng ta đều có một cái tâm niệm bất thiện, để rồi bây giờ chịu cái cộng nghiệp của Covid. Nhưng mà cộng nghiệp của Covid không phải là ai cũng chết, không phải ai cũng chết, mà cái chết nó đem của chúng ta là ta đi với nghiệp của ta. Mà cái nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác? À, nghiệp thiện hay nghiệp ác? À, nghiệp thiện thì nâng đỡ của chúng ta đi vào nhàn cảnh, còn mà ác nghiệp thì đưa chúng ta đến những cái nơi khổ đau. Thì đại ý của câu Phật ngôn này nói lên cộng nghiệp và biệt nghiệp, mà đa số bây giờ thì cộng nghiệp nhiều hơn ha. Thời kỳ của Đức Phật á, cả dòng họ bị chiếu diệt, nhưng mà có một số biệt nghiệp, à, cầm cái cọng cỏ thì nói tôi là sa lô ha, à, cỏ, cầm cỏ tay thì nó cỏ, có phải sắc giá không? Thì chữ chữ đó cũng tương đương với chữ sắc giá.
rồi cái lau sậy cũng tương đương như vậy, thì cầm cùng cùng lau sậy thì nói rằng lau sậy, à mình cầm tay thì mình nói đó là sự thật. Họ hỏi cái gì? À tôi là cỏ này, tôi là lau sậy này, à, như vậy thì chỉ nói chơi thôi. Nhưng mà người nước ngoài thì họ nghe không rõ, cho nên họ chỉ chú ý đến cái chữ sắc da thôi. À, đây không phải sắc giá mà nó chạy chạy à, rồi đó là những biệt nghiệp là họ còn sống sót. Vậy thì trong cái họa nó có cái phước, trong cái phước nó có cái họa, à, chúng ta an vui thì đó là hạnh phúc rồi à. Gia đình có nghĩ đến cái những cái chuyện này chuyện kia mà nghĩ chi cho mệt, mình sống trong hiện tại mình chỉ biết bây giờ thôi, mà cái khổ thì nó còn hơi thở là còn khổ. Chứ đừng có nói là vì đại dịch, vì thế này, vì thế kia, mà hãy nghĩ đến chính bản thân của mình thôi ha. Rồi, buổi sinh hoạt hơi lố giờ rồi bà con ơi, à, xin được kết thúc ở đây. À, với bất đành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền sinh qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thịnh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha vát chê na so phi vô hô tu sa pa đa. Do lời chân thật này, chính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. À, xin phép quý vị ha, trễ giờ, à, đóng luôn luôn nha, quý vị thông cảm.